Chào các bác, lâu lắm hôm nay mới lên sóng được phục vụ các bác. Lô này em về thì đây là những cái dòng mà tuner siêu tầm. Thật ra là còn ít nữa, còn ít đợt này nữa, nhưng mà em lọc ra được khoảng một ít hàng tuyển đẹp phục vụ các bác. Đây toàn bộ là tuner nhé các bác, tuner 7800 25 mã, toàn con đẹp thôi. Này, các bác nhìn. Em gạt lút, lút là nó cũng lầy từng tưng, nó tanh tách nghe rất là sướng. Con này là con âm ly, em bật lên em lấy nguồn 7800 Mark 2 các bác nhé, điện 100V, hàng Nhật xịn. Đây này. Đấy, TX, T là viết tắt của tuner đó. Thì cái em này là tuner 7800 Mark 2, 7800 Mark 2, 7800 Mark 2, 7800 Mark 2, Mark 2 hết. Có nơi thì anh em gọi là hai gạch, có nơi thì anh em gọi là hai la mã, thì nó đều là một và cách gọi khác nhau thôi. Và tất cả những cái em này em đã tuyển cho các bác là các bác về chỉ có bày và chơi thôi nhé. Đấy. Các bác nào chơi kể cả nha, ví dụ các bác chơi 7600 hai la mã, rồi 7800 hai la mã, 7400 hai mã, nhìn chung là những cái dòng pioneer. Các bác muốn có đồng hồ với cả mặt phay nhôm, các bác bày vào này vào. Mục đích của em này chỉ có hai cái mục đích. Một là để các bác nghe FM, AM. Bởi vì các bác biết rồi, thì cái hệ của Nhật xịn điện 100V thì cái dải âm, dải tần số của FM nó chỉ đến 90 thôi. Còn đương nhiên là có những bác kéo dải không nói, nhưng mà nguyên bản của nó như này để các bác là chơi AM. Cái thứ hai là các bác bày. Thực ra những cái đồ này mang tính chất là bày sưu tầm. Đó. Và đương nhiên là tiếng AM của nó nghe rất là sướng, sạch. Em đã chọn cho các bác rồi. Thứ nhất là về tiêu chí, đầu tiên là về mặt bao này. Đó, mặt bao nhôm, cái nào nhôm nó phay nó phải đẹp, nó sáng sủa. Cái lúm lút nó phay nó đẹp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đèn là sáng hết, đẹp. Rồi thứ ba đó là kính. Cái kính của cái này nó là kính. Kính của cái mặt giải FM nó phải đẹp. Các bác nhìn này. Này các bác biết là bọn này tuổi đời của nó cũng không ít đâu nhá. Tuổi đời của nó rơi vào khoảng độ hơn 30 năm này, trên dưới 40 năm này. Em chọn những con là rất là đẹp. Đó, anh em nào mà có nhu cầu sở hữu thì alo sớm cho em nhé. Giá cực kỳ ưu đãi, đặc biệt với những anh em đã mua những cái sản phẩm Pioneer, âm ly Pioneer ở bên em rồi. Đấy. Rất là đẹp nha các bác nhá. Tuner Pioneer 7800 25 mã, toàn những em tuyển. Các bác điện cho em số này nhá, 0983698887. Xin chân thành cảm ơn các bác, chúc các bác luôn luôn có sức khỏe tốt.